Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Quay Thử Sổ Số Miền Trung thứ ba ngày 18 tháng 6 năm 2024. Thứ ba ngày hôm nay gồm có hai đài Đắk Lắk, Quảng Nam, giải 8 Đắk Lắk 59, giải 8 Quảng Nam 70. Còn có cái giải 7654321 là giải đặc biệt. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc, đại phú, đại quý, vạn sự như ý. Chọn cho mình những con số may mắn nhất trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp.